Ngày mai là nhập học rồi, không biết cha mẹ em còn cho đi quay phim không nữa. Cha mẹ cho em quay thứ bảy chủ nhật không à? Một ngày đâu phải lúc nào cũng học đâu, lúc nào mình rảnh thì mình quay. Kiến thức thi đại học thì tập trung vào lớp 12, mà mới có lớp 6, lớp 7 thì bắt học bài từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối. Bộ nhà trường định đào tạo hết tụi em làm tiến sĩ hay gì á? Cuộc vui nào mà không có ngày tàn, có đúng không? Dạ đúng. Cho nên là đã đi mua đồ ăn, trái cây này kia kia nó rất rất là nhiều. Là để hôm nay tổ chức bữa tiệc liên quan cho mấy đứa bước sang năm học mới. Nghe nói anh làm bắp xào ngon lắm phải không? Bữa nay anh làm thử rồi. Anh làm bắp xào để thật nhiều gút với nhiều tương ớt nha. Ừ, để cho nó thiệt là ca em biết mà. Nhưng mà nếu để gút thì em này ăn không được. Đâu có, bình thường em ăn chay nhưng bữa nay ăn liên quan em ăn mặn. Thư dữ nữa. Muốn ăn bắp xào thì đầu tiên phải là lột bắp. Lại bắp ra, ha, lại ra, đừng có để cho nó dính cùi nha. Trời ơi, sợ nhất là lại bắp á, nó vừa lâu mà vừa đau tay nữa. Cái quá trình mà các bạn ăn bắp xào là người ta đã lãi bắp ra rồi, người ta luộc rồi. Còn cái đây là cái quá trình lãi bắp sống ra trước khi luộc nè. Trời ơi, nó đau tay út cục luôn á. Tiếp. Anh lên. Trời ơi, Gương lãi từng hộp vậy chừng nào mới xong được trái bắp ăn đi Phương. Đua này bạn quay, ai lãi trước nhanh thì thắng nè. Nhà mày làm bắp thì ai lãi lại mày. Xong rồi nè. Ok. Bây giờ bước tiếp theo là gì? Chốt. Chính xác. Để mình ghim quạt ở ngoài mát nè, ăn liên quan cho nó thoải mái cưng ơi. Rồi xách ngoài đi. Bưng hai chén mứa ra ngoài đi Tiểu Phương. Bắp xào siêu to khổng lồ. Giờ mày dằm mứa đi, giờ mày còn gì mà muối văng ra ngoài vậy? Quay ra nãy giờ không thấy. Trời ơi, dằm muối mà cũng không xong nữa. Cần hai đứa đi mua đồ giúp anh. Em, đó, em, mua em cho. Mua giúp anh một bọc ruốc và 5.000 một hành, 5.000 mớt. Bán con 7.000. 7.000 mớt. Một bọc ruốc. Tôi dám đảm bảo các bạn mấy đứa đang ngồi phía dưới nó không biết cái thao tôi đang cầm đó là cái món gì. Coi thử coi. Wow. Còn hành xin rửa hết đi, lật hành ra luôn. Có đem trái cây đi tìm mà anh liên quan nè. Ừ, đó trái cây nè, ra ngoài rửa liền Phương. Nước hả? Trời ơi, cảm ơn nghe cưng. Khổ nặng chứ à. Trời. Ui da. Nhớ rửa chôm chôm sạch sạch nha. Còn mình đang rửa măng cục nha mọi người. Măng cục tiếng Anh là gì? Mango. Mangosteen. Nhìn vô đây nó lớn lên. Mangosteen. Mangosteen. Là măng cục nha mọi người. Măng cục nha mọi người. Nhớ học tiếng Anh nha. Tiếng Anh nha. Các bạn biết sao mấy đứa trẻ trâu nó học dở tiếng Anh không? Bởi vì nó học xong rồi nó không có ôn lại, nó quên hết trơn à. Rambutan. Rambutan. Again. Again. Again là anh kêu cưng lặp lại. Rambutan. Rồi cái hành lá này là hôm bữa dạy tiếng Anh rồi luôn rồi nè. Green onion. Wow. Đúng rồi, thằng này học bài nè. Green onion. Green onion. Green onion. Green onion. Bắp. Bắp này tiếng Anh là gì? Bắp. Nhớ không? Corn. 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 Măng cục chôm chôm mình đã gọt xong rồi nè mọi người. Bây giờ tiếp theo là tới hành, ai có thể giúp anh gọt hành đây? Đổ ghẹ đại vô, đổ từ từ vô. Xuống lẹ. Rồi, để nắp vào thành ngáo ơi. Khoan đã. Cái này là cái gì vậy? Dở ra đi. Nó hấp bánh bao. Cái này dùng để làm cái mồm này cũng đủ nữa đó. Chỉ có thằng đại làm ăn coi mới được thôi mọi người ạ. À. Thành ngáo này làm tàu lao mới lao không. Sao? Cái bạn muốn làm món càng ghẹ càng muối thì đầu tiên cái bạn phải luộc càng ghẹ cho nó chín trước đã. Trong thời gian mình luộc càng ghẹ để cho nó chín. Cả team bọn mình ở đây sẽ ăn cà na để đợi chờ nha các bạn. Các bạn có biết trái cà na không? Nó đây nè, rất là ngon luôn. Ừ, chua. Chua kinh lắm. Chua quá chua. Trời chua chảy nước miếng tùm lum nè. Có chua mỡ ngon. Trời,
lần đầu tiên ăn trái banana luôn á. 5 minutes later. Wow, trái chín màu đỏ đẹp quá. Okay. Bước thứ hai là bước làm muối. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sang bước thứ hai. Cắt ớt xong rồi lùa anh kia, ớt mà dính hạnh cái cay ăn không được. Bước làm muối rất là quan trọng, mọi người phải quan sát cho thiệt là kỹ nha. Tony này là chỉ mỗi thứ là chỉ một lần thôi. Làm muối gan càng ghẹ là bắt buộc bạn phải có cái ớt này nè. Rồi tiếp theo bỏ cái món gì vô nữa hả? Đây, để muối tôm vào nhiều nhiều đây, đừng có sợ. Cho bí kíp gia truyền của tôi. Ở trong này chứa 25g đường, 35g muối, 75g bột ngọt hạt nêm từ thịt cà noi. Cái bí kíp của anh, nãy giờ anh chỉ em còn nhớ cái gì em chích liền á. Đó, từ từ, anh coi chừng nào đủ anh kêu ngừng. Mới nhìn thôi mà em thấy cay muốn đổ mồ hôi luôn rồi đó. Đã quên rồi, em nôn quá à. Mình là ăn dầu ô liu để sau này biết chi không? Cái bụng mình nó không có tích mỡ, tránh trường hợp máu nhiễm mỡ và hiện tượng lên huyết áp hay hạ huyết áp. Đó là lý do mình ăn dầu ô liu. Gãi cái này lên. Đó. Nó sôi rồi mới thả tỏi vô, chứ thả tỏi vô trước tỏi khác ăn ung thư. Trời đất ơi, cái gì mà chịu nổi hả trời. Ơi, em mới thấy cái nước gì chảy vô trong này nè. Lý ăn đi sao rồi kìa anh ơi. Ê, thìa vét qua, không vét nước. Vét qua. Cưng vét nước thì nó ẩm lắm, cưng vét gì hồi nữa nó khô là nó đặt lại. Thời gian trôi qua sao mà lâu dữ vậy trời. Anh sẽ truyền nghề lại cho mày làm thành vua đầu bếp. Nói nghiệp của anh. Quá trình thành áo đang xào càng ghẹ ràng muối ớt cấp độ 5. Đây cũng ít ớt rồi, không phải cấp độ 7 như hàng ngày bọn mình hay ăn đâu các bạn ạ. Đó, và đây là cái lần cuối cùng xào nha mọi người. Bên này là cái càng ghẹ hấp hồi nãy đã hết rồi nè. Chuyển sang bên cái thau này hết rồi. Xong cái món này bọn mình sẽ chuyển sang xào bắp. Bắp xào ngon lắm, họ để tự em gan cho. Trời ơi, con nó lùa kìa, lùa cũng chậm nữa. Mày hay quá, mày qua đây mà mày lùa. Để đầu tiên để chảo tờ rồi, cái chảo bự quá mà cái bếp con chút vậy. Được không? Cái chảo hơi ấm khoảng 70% mới đổ dầu vào nha các bạn. Đợi nó chút xíu đã. Làm gì mà đợi hoài anh Vinh, chế dầu luôn đi. Chán lớp dầu nè các bạn. Cho nó đều cái chảo ha. Đó. Kẻ bắp vào. Tránh ra nó nổ. Ủa không có nổ bạn ơi, không nổ. Tiếp theo là để hành vào nha mọi người. Đây. Ớt là điều không thể thiếu rồi. Ớt này bạn có thể không để, bình thường bạn đi ăn bắp xào người ta sẽ không có để ớt này đâu. Để đường vào chứ không để đường làm sao mà ăn. Đó, nhiều lên chưa, ngon nữa, phải thêm nữa. Thấy gì chứ, đường nhiều lắm. Thánh thần ơi, nhìn nó ngon kìa. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chia sẻ nha. Nhấn vào cái chuông luôn. Sắp tới team của mình đã nhập học rồi nè mọi người, đúng không? Đúng rồi ạ. Đó, nhưng mà vẫn cố gắng sao? Quay phim. Cho các bạn xem. Để đó. Rồi, bao nhiêu đó thôi, xào nhanh lên, đều lên, lẹ nào. Lũng quà, dám làm mà lũng quà hả? Nói người ta, mày còn lũng nhiều hơn mấy người ta rồi đó. Bây giờ bọn mình đang dọn dẹp bưng cái bàn ra ngoài này để xuống. Chưa có dọn dẹp cái khúc này làm sao bưng bàn được. Phải dọn dẹp khúc này trước. Mấy đứa cưng mới bưng bàn cái chỗ này để ra sao. Bàn phải lau cho sạch sẽ, ăn mới ngon được. Sao cái chén cầm cẩn thận nè, bể cái là anh Vinh mày bị chửi tới mốt luôn con. Đây phải lấy 11 cái muỗng nha mọi người. Cầm chia ra đi. À, múc ra đi mỗi đứa một chén. Làm mệt rồi giờ ăn cảm thấy sao? Có háo hức không? Để đi. Chén số 2 vào đi. Món chăn miệng. Đấy. Bây giờ bắp. Bắp về đây. Ăn thử coi. Đánh giá coi bắp ngon không mấy đứa. Ngon. Ngon. Cay kinh, ngon kinh. Bắp của anh á thì em chấm 10 điểm, còn bắp của ngoài tiệm á thì em chấm 5 điểm thôi. Ngon dữ dằn. Quá cay. Quá đã. Cắn quất liền. Hurry up nào. Cay dữ không? Cay.
quá ngon luôn á. Trời quá các bạn ơi, nhưng mà nó ngon. Muối gì mà anh làm ngon như vậy? Cay quá. Để gửi tặng cho các bạn trước khi vào năm học mới. Yêu đơn phương đã xa mù khơi. Trời ơi, trời ơi, phải có nhạc mới hát được mấy bạn ơi. Hát quen nhạc rồi, hát chay bị không có thuộc lời, bạn hiểu không? Thông cảm nè, chị hiểu không? Chị hiểu không? Hát chay không có thuộc lời, chị hiểu không? Chị hiểu không? Vâng. Mặc áo vô dài kìa cân. Coi năng nói xong rồi bụng bự kìa. Bây giờ em rửa tay xíu. Bói tiệc liên quan này phải nói là vừa vui. Vui là bởi vì cả team cùng nhau đã có một cái kỷ niệm. Và buồn là bởi vì cũng tạm thời phải chia tay mấy em nhỏ này đây để chuẩn bị nhập học rồi. Nhưng mà bọn mình hứa với các bạn là cố gắng 2 ngày ra một clip dọn dẹp xong mới giải tán được chứ. Và nếu các bạn yêu thích cái video này thì đừng quên like, đăng ký kênh. Cũng 1.720.000 người đăng ký rồi các bạn. Thật sự cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và xin chân thành chúc các bạn bước sang một năm học mới rất thành công và gặp nhiều may mắn. Chúc bạn xem video vui vẻ và hẹn gặp các bạn những video sau. 35.000 ký hả? Đây còn 20.000 đây. Đó, bắp nè. Ngon lắm. Bọn mình đang đỡ hai gì nè, lột bắp nè. Quên hả? Tiếp theo là đi mua sari nè mọi người. Chị ơi, bật nước xay chị ơi. À, cảm ơn chị. Tươi không? Tươi à. Tới chỗ rồi nè anh Vinh ơi. Thôi đi vô hát luôn đi. Anh cho em cái phòng bự nhất, âm thanh hay nhất. Vô phòng ghê thiệt, phòng đẹp thiệt. Nghe tên thôi thấy là thấy hết muốn có ghệ luôn. Đúng rồi, cái bài của thằng Jack với thằng Liam á. Biết chuẩn. Ok chọn. Vô.